ជាពូកណេដាខ្ញុំបានមកធ្វើជាប្រភេទចេកចំហុយខ្ទិះបងប្អូនអ្នកណាជាមួយនឹងខ្ទិះតូនណាញ៉ាំទៅគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើមកចំណាយឯខ្ទិះបែបហៀងខាប់ខាប់ចឹងត្រូវជាមួយនឹងសាច់ចេកចំហុយបើយើងសបកវាខាងក្រៅបែបហៀងតូនតូនណាញ៉ាំទៅគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើចំណាយឯគ្រឿងផ្សំនេះវិញគឺអត់មានអីច្រើនទេមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំមានចេកបួនប្រាំផ្លែចឹងមកហើយល្ពៅគឺខ្ញុំយកមកធ្វើជាសបកហើយល្ពៅយើ
hơi bàn ở đáy nhóm hiệp trăm nhiều màu bộc hại gần kho dưới mọc bộc việc bạn mấy đang bày ai sạch lập bờ nâng viêm mọt cho khí nghe số thơ sẽ bỏ chạy bệnh đại chấm hỏi cho cứ khơi sạch chạy sẽ bỏ chạy nâng khơi về lồng sạch hai mà sao là nhóm dưới mà liền để bày thơ sẽ bỏ nâng cứ chi phập hết mà sai gần kho tần áp cả là con chàn chúng tôi sẽ bỏ với những bộ này ai chơi chơi phổ sẽ bỏ bọn đặt tay các bạn rồi coi tổ lồng bỏ xoay các bạn luôn chết theo các bạn lại bay bùa đủ chết những bộ này ai chơi rồi dọc bò mùi nát các bạn lại bật sân chơi miền lại chơi chơi phổ sẽ cảm nít ai dọc bò tranh bị sẽ cảm nít mà gửi bài biển thoa mà chết chứ dùng thừa tới cứ đủ chết biết chính ngành và tạo với nhiều ban cho bạch mà sao đang cho một lần sạch lập bơi màn tịch hai nhầm thèm tập một lần này cứ tập soát tập tập chạy nhầm thèm mà đá nó nhầm chạy màn tịch tới làm bậy ơi sạch lập bơi là nhiều ban cho bạch nâng viết ất lùng một cho một lần mà sai nước ban o nó bé đây mà sai vì sợ cho khnề ban bên đây hãy cứ rồi rồi sạch mà sai vì sợ cho khnề bên đó nghe số nông ca thưa sợ bỏ nôm bên em ôn nặng nề ban li mà sai ban thưa một ôn nặng nề chơi game li và sai nó hiền chia mà tất cả cũng ao vì hận bể mà sân di li sạch mà sai hiền hận bể coi dương một bạn nông ca thưa chỉ sợ bỏ chệt đây hai khi nông mà sai mà đông thôn nó nhom cặt vì chỉ đông tội tội nó phải chỉ có mùi đông tiền ôn nặng nề cứ nhom thời ca sạch mà sai cứ khang khéo nó cứ chọn ai sạch mà sai là nhom hồng thưa chỉ sợ bỏ chệt đang vì hiền khéo bể tiền cho nhom cặt vì chỉ đông tội tội là mồm chẳng tới đặng bay nghe sủa hồng chỉ muốn nắng chệch chỗ này sạch mà sao lại nửa xoong rồi nhóm thưa nửa xoong bị đom trong cái nhóm bạn thưa chụp hết nồng ý hai nồng ý nhóm thưa chân ta nhỏ bạn lại liên chỉ muốn nắng chệch hồi đây nhóm bạn và hai nửa khác đang việt ô tên ô nặng nề là sao ta nhóm trong bạn tại chệch đang việt sọt mỏng và nhóm thọt tới khinh sát hai nồng ý cứ nhóm đặt nơi phải càng khéo cứ nhóm nhắm khéo nhỏ bạn thọt ô nặng nề trong cái nhóm thọt tại chệch tới khinh việt thọt tới khinh sát hai bộ tóc bên nhập ban hiệp cho mà sao nâng ai việt đang mà là màu máy nhập đã sạch chạy cho tới luôn với ai sạch mà sao nâng vía hạp cho khnề ban lõ hai nhóm chập đam cắt thưa chỉ một chạy mẹ cắt thưa một chạy đấy mình cứ nghe rủa thưa khang mình tan màu ô nặng hiện mình của bạn tây được sao ta dương miên tôm rồng chạy sẽ còn đã mà sao cho má hai dương tiền vía hiện cao màn tịch ta cứ khơi tôm rồng chạy nâng sa tay bây đây hiệp cho thưa bạn đấy mơ tới vía hiện đội màn tịch ô nặng nề bàn tay bây giờ chúng hồi chân nó cứ tha đội bẹt bận màu đội nặng chạy bẹt bận màu nhóm hiệp trong đặt chấm hỏi ấy bạn ai một nhóm đặt sạch chạy cho nhóm ban chạm hình cha cho nên lựa tập chấm hỏi nữa đấy đặt bay về đặt chân tới không ai sạch chạy nâng viết chọn nâng bật tập chấm hỏi nâng càng về chạy tập ở cái nhóm thứ ba phải ôi đặt này cứ thông thông mình tên về đặt dương hồng chấm hỏi nâng sạch bật sai hai chấm hỏi tới về đặt chân ạ nhắm cái ban bay nè bao giờ chơi ôi nặng nề nhắm hình chớ nhắm cái pin nè ấy cứ mà làm ồn mồng ông long bay đã nhóm ban rôm chạy cho một đường sạch mà xa nắng có nhóm ban làm tất cả đài nắng pu hai nhóm hiệp trăm chạy đang đã cho thả chấm hồi tới chấm hồi đã bay đồng pan là tí tới một phần là tí cứ sạch chạy nắng việt chân này bà sơn thì dân tục hiện du cho nắng cứ thưa sạch mà xa việt cam từ hết cứ sạch chạy ở sơn chân nhà nhiều ô nặng nên chấm hồi thầm ta dân du một phần một phần là tí cứ bàn hai nhóm tục tay mà lại dân tới nhà mập to thưa tất tị đồ nắng nhóm phở tị đám cho nuôi mà con chán hơi có so pi lập phía bái mà trong lập phía trong khối kế cứ chỉ phổ hết mà xa có sai chúng luôn mang lập hiệp bài để khnề hai nhóm chọc đam cô sẽ cho bỏ khử xong bay bốn một đằng ai về rồi lấy sọc cho một lần tật tị đồ màn tịch tới từ nhóm vô từ chấm ân lên lớp lường chỉ bố ca chấm ân lấy bánh môn từ bố năng cứ nhóm bạc lường mà chôm hai nhóm bạc lường mà chôm ai tật tị đồ năng về hiện khắp màn tịch tới từ nhóm bạc thoi lường tịch tịch thở lường tịch tịch hai nhóm cô là hồ tổ tịch tật tị đồ năng về làng khắp bàn lò nhóm bàn bạc tham cho mùi năng bạc hết lật tay lật tay năng nhóm bạc tham sẽ lật tay là bây giờ lần về càng đặt ngồi tiệt hai nhóm bạc to cô bạn năng là hồ tổ tài sạch tị đồ năng về làng khắp bàn lò hai việc ấn về tranh khăn chui bị lật tay hay năng tị đồ và cho nên mắc vấn năng cứ chân này hai sạch tị đồ mới cứ bạn hiện khắp khắp năng nhầm tới cứ chuyên ngành mình tên màu bộ nặng nề đôi chút tị năng hiện ám thở cho một năng sạch chạy chấm hơi bỏ dương tới cứ tha đôi chút cho nên chuyên ngành khăn mình tên chú bố cái tin này bà sân chơi bố nặng nề trong ba sạch cái tin năng về hiện khắp hiện sạch là một chương năng bố nặng nề ai chịu nổi đây mà sai cha bàn cứ về hiện khắp chiên một đại dương phở chỉ muốn mà sai có sai hai nhóm hiệp trăm sạch chạy cho bạn đi mà mơ tới cứ tin nổ mình ta mà bố nặng nề bà sân chơi miên là ngô không ai được coi là ngô so hồi nơi bị lừa tới rất là thật rồi chuyện năng cứ cắn tới chơi ngồi mòn hai chỗ này ai đâu chết bây giờ nhau mang nhau mà mặt ta bốn tới cứ chơi ngồi chơi mùi nắng tị đôm khăng bố nặng nề cái nhóm phở chơi bập bẹt tị đai ông chẳng ăn nhau chơi mùi nắng sạch chạy chấm hồi bạn mới cứ cho chết niềm